ôn tập phần di truyền và biến dị. Một la mã hệ thống hóa kiến thức. 1. Hãy điền nội dung phù hợp vào bảng 40.1. Tóm tắt các quy luật di truyền. Bảng gồm có 4 cột và 5 hàng. Cột thứ nhất, hàng thứ nhất, tên quy luật. Hàng thứ hai, phân ly. Hàng thứ ba, phân ly độc lập. Hàng thứ tư, di truyền liên kết. Hàng thứ năm, di truyền giới tính. Cột thứ hai, hàng thứ nhất, nội dung. Cột thứ ba, hàng thứ nhất, giải thích. Cột thứ tư, hàng thứ nhất, ý nghĩa. 2. Hãy điền nội dung phù hợp vào bảng 40.2, những diễn biến cơ bản của nhiễm sắc thể qua các kỳ trong nguyên phân và giảm phân. Bảng gồm 4 cột và 5 hàng. Cột thứ nhất, hàng thứ nhất, các kỳ. Hàng thứ hai, kỳ đầu. Hàng thứ ba, kỳ giữa. Hàng thứ tư, kỳ sau. Hàng thứ năm, kỳ cuối. Cột thứ hai, hàng thứ nhất, nguyên phân. Cột thứ ba, hàng thứ nhất, giảm phân 1. Cột thứ tư, hàng thứ nhất, giảm phân 2. 3. Hãy điền nội dung phù hợp vào bảng 40.3, bản chất và ý nghĩa của các quá trình nguyên phân, giảm phân và thụ tinh. Bảng gồm 3 cột, 4 hàng. Cột thứ nhất, hàng thứ nhất, các quá trình. Hàng thứ hai, nguyên phân. Hàng thứ ba, giảm phân. Hàng thứ tư, thụ tinh. Cột thứ hai, hàng thứ nhất, bản chất. Cột thứ ba, hàng thứ nhất, ý nghĩa. 4. Hãy điền nội dung phù hợp vào bảng 40.4, cấu trúc và chức năng của ADN, ARN và protein. Bảng gồm 3 cột, 4 hàng. Cột thứ nhất, hàng thứ nhất, đại phân tử. Hàng thứ hai, ADN hay gen. Hàng thứ ba, ARN. Hàng thứ tư, protein. Cột thứ hai, hàng thứ nhất, cấu trúc. Cột thứ ba, hàng thứ nhất, chức năng. 5. Hãy điền nội dung phù hợp vào bảng 40.5, các dạng đột biến. Bảng gồm 3 cột, 4 hàng. Cột thứ nhất, hàng thứ nhất, các loại đột biến. Hàng thứ hai, đột biến gen. Hàng thứ ba, đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể. Hàng thứ tư, đột biến số lượng nhiễm sắc thể. Cột thứ hai, hàng thứ nhất, khái niệm. Cột thứ ba, hàng thứ nhất, các dạng đột biến. 2 la mã, câu hỏi ôn tập. 1. Hãy giải thích sơ đồ. ADN hay gen, mũi tên mRNA, mũi tên protein, mũi tên tính trạng. 2. Hãy giải thích mối quan hệ giữa kiểu gen, môi trường và kiểu hình. Người ta vận dụng mối quan hệ này vào thực tiễn sản xuất như thế nào? 3. Vì sao nghiên cứu di truyền người phải có những phương pháp thích hợp? Nêu những điểm cơ bản của phương pháp nghiên cứu đó. 4. Sự hiểu biết về di truyền học tư vấn có tác dụng gì? 5. Trình bày những ưu thế của công nghệ tế bào. 6. Vì sao nói kỹ thuật gen có tầm quan trọng trong sinh học hiện đại? 7. Vì sao gây đột biến nhân tạo thường là khâu đầu tiên của chọn giống? 8. Vì sao tự thụ phấn và giao phối gần đưa đến thoái hóa giống nhưng chúng vẫn được dùng trong chọn giống? 9. Vì sao ưu thế lai biểu hiện cao nhất ở F1 sau đó giảm dần qua các thế hệ? 10. Nêu những điểm khác nhau của hai phương pháp chọn lọc cá thể và chọn lọc hàng loạt.